Với những người lần đầu tiên đặt chân tới côn đảo xinh đẹp, thật khó có thể tưởng tượng nổi giữa nơi phong cảnh hữu tình này lại tồn tại một địa ngục trần gian với những chuồng cọp, chuồng bò chỉ nghe tên đã thấy rợn người. Những câu chuyện kể của chính người trong cuộc là những cựu tù đã giúp các thế hệ sau dần thay họ kể cho du khách nghe về côn đảo, về những phòng giam tối tăm, nơi sáng lên khí tiết của những người cộng sản. Và khi mình đến tham quan phòng giam số 6 thì được gọi là phòng chết điển hình của trại, thì trong âm mưu phân hóa giữa cộng sản và kháng chiến thì Mỹ ngụy ra sức đàn áp tù nhân rất dã man, và cái âm mưu này không thành công cho nên họ đã giết hại tù nhân rất là nhiều ở đây, vì vậy mà gọi là phòng chết điển hình của trại. Những cái tên trật tự cai ngục khi mà muốn thả tù nhân ra thì trước tiên phải mở cái khóa tổng này, thì cái hệ thống cùm bên trong mới được xả ra. 3-4 lần lớp khóa, nhiều tên trật tự cai ngục sẽ mở cái hệ thống khóa này, mỗi người giữ một cái chìa khóa, tránh cái tình trạng là tù nhân thông đồng với nhau. Để mình qua hết một cái lớp cửa gỗ đây ạ, thì sẽ đến một cái lớp cửa sắt bên trong, gọi là cửa tambour. Khi mà trật tự cai ngục mở lớp cửa gỗ này vào thì có thể dừng chân ở đây, quan sát được tất cả hành động tù nhân bên trong. Họ tránh cái tình trạng là tù nhân nổi loạn ạ. Phòng giam này là nơi bà Tư Ni từng bị giam cầm với các đồng chí mình. Ngày ấy, bà nổi tiếng là một nữ tù cứng đầu cứng cổ, khiến bọn cai ngục phải kiêng nể. Những câu chuyện của hơn 30 năm về trước còn rõ nét như mới hôm qua đây thôi. Chỉ có điều, bao nhiêu nữ tù đã không còn nữa để kể cùng bà về những ngày ấy. Hồi đó nữ ở tù, tóc của hồi đó nó dài tới đây rồi nè. Mấy chị cũng tóc dài vậy đó. Hồi đó mình quý cái đầu tóc, quý tóc dài chứ không phải cục vậy đâu. Thì bắt đầu là tóc tai sổ ra, rồi quần áo nó kéo te thua ra. Cũng nói xin lỗi còn thua con hay không. Cái cô mới nhìn nói ở nhà mấy anh mấy chú nói là chống Mỹ cứu nước, nhưng mà sẽ vô đây mình nhìn mình thấy là người Việt Nam không, tại sao thằng Mỹ nó ở xứ nào mà nó đến đây mà các ông nữa là không đánh nó, mà trái lại là mấy ông theo nó là đánh đập người Việt Nam như thế này, mà chị em chúng tôi là người nữ tay yếu chân mềm mà sao các ông không thương mà các ông làm vậy. Như vậy là cô đã tranh thủ làm công tác binh vận ngay tại chỗ à? Cái bao nhiêu lính nó đứng nó dòm tôi chăm chăm. Nó nói con này dữ lắm, không cho nó nói nữa. Cái khăn mà nó lao với bà mà lăn tay chụp hình cô biết mà. Cái khăn lông dơ rồi nó nhét họng tôi lại, nó không cho nói. Bốn thằng, thằng nắm giò, đây thằng nắm giò kia, hai thằng nắm hai cái tay. Kéo lại sau lưng rồi nè, bóng quyệt, sụi lơ không còn gì nữa. Không còn la được mà không còn nhúc nhích được. Bắt đầu là nó mới là lăn tay chụp hình. Xong rồi khiêng lên trên kia, lấy xe chở lên đó, cái trại nào gần đây nè, trên văn phòng nó hỏi tên. Hỏi tên mà không nói là đánh là ngang, hỏi đố tên nữa. Cái tôi mới nói, vì chứ tên tôi tên Ni rõ ràng, rồi hình đây mấy ông còn hỏi gì nữa. Cái rồi thôi, không quýnh nữa. Rồi cái bắt nó ghi gì đó không biết, lát chạy về đây cũng nhốt trở lại bình thường. Mà sau này mới chỉ có kinh nghiệm là lăn tay chụp hình, là tôi nói là bẻ tay bẻ chân rồi nọ, thì cái dấu tay mình nó vẫn còn. Mấy bạn mới mài xuống này là coi như là mài xuống này à, mất gân tay rồi, mày lăn gì nó lăn cũng không biết là ngón tay của ai. Báo mấy chị vậy thì tình hình nó bển, nó cũng đóng cửa là mấy chị cũng chống từ phòng 13 đến phòng 14, 15, 16 cái trại tư rồi ha, tới cái phòng 16 chống mạnh qua nó vô không được, nó quăng quả tiễn vô, bắn đồ đăng cai vô. Thì là chị em ngất xỉu hết. Ngất xỉu rồi nó khiêng ra. Mấy bên kia thì nó vẫn khiêng, mình nó có chịu đi. Hai thằng nó cũng nắm hai chân hai tay, xe rơ mờ xe, nó quăng lên xe rơ mờ xe như củi vậy đó. Người ta mà nó quăng hai người là lên trên xe, trầy tay trầy chân, ôi, hết nói rã rưởi, quần áo te tua. Thì bên đây á, nó đem tôi qua là cái phòng 10 trại tư đó. Bắt đầu là cả trại la lên rần vậy đó, muốn bể đảo luôn đó. Đã đảo nhà chính quyền đàn áp nữ tù nhân,
Nó đã đảo làm rần lên. Rồi bên kia mấy anh la nữa, mấy trại nam cũng ở gần đó la lên nữa. Rồi là cuối cùng như vậy là khoảng được chừng 10 ngày sau là hy sinh ba chị trong cái lúc tôi còn ở đó. Cúc mới ban đầu là Thanh Sưng rồi Cúc, Cúc Thanh Sưng ba người, ba chị bây giờ nằm ở trang hành dương cuộc xưa. Cho nên là cái kỷ niệm này là sâu sắc trong lòng tôi, không bao giờ tôi quên được. Ngày mùng một Tết là ngày người ta đi vô đi chơi vui chơi Tết cổ truyền dân tộc, nhưng mà tôi vẫn nhớ mấy chị. Bây giờ tôi sống có nhà cửa ở êm ấm thì cũng nhờ mấy chị, cũng nhờ đồng đội mình đã hy sinh trước nằm ngay đó. Bây giờ mình được hưởng đất nước mình đã thông bình rồi. Cho nên mùng một Tết là tôi phải đi ra thắp nhang, tôi thăm mấy chị và mời mấy chị về nhà ăn Tết. Nhưng mà chết rồi còn đâu mà mời, nhưng mà cái tình thương nó vậy đó, phải mời mấy chị về rồi tôi mới yên. À, rồi tôi mới đi về. Hả, bữa nào mà xe đạp đi được đi, còn đi không được đi bộ. Chứ tôi không mướn không đa đó, cứ đi bộ ra tới quải rồi vòng vòng mấy cái mã ra gần tới trưa về là ông nhà tôi hả, tôi đi rồi thôi, ông không có cản trở gì tôi hết. Hả, tôi muốn đi là tôi đi, phải cho tôi đi chứ tôi ở nhà là tôi bệnh à, tôi không ngủ được. Đó là vậy đó, tôi phải đi. Có phải là ngày xưa là chỗ của cô chính là chỗ này không ạ? À, chỗ này nè, tối là nằm đây, sáng thì ngủ dậy thì cũng nằm đây. Rồi là nằm chặt lắm, nghiêng mình thôi. Tôi thì nằm hai người, nghĩa là khích mình mà nằm hai da mặt qua tôi là tôi không ngủ được. Cho nên nằm dây đầu cái xả, một người dây đầu lên, một người dây đầu xuống. Cháu thấy ở đây có một cái thùng gỗ, cái thùng này để làm gì ạ? Cái thùng này thì mỗi một lần dầm từ bên đó dầm tròn lại đây, bao nhiêu người đây mà hả? Ví dụ như cái ông đầu đằng kia mất cầu, mất đi cầu đi tiểu gì đó thì kêu cái ông ở đây. Ông mới chuyền dần lại đó, nó đi xong rồi là chuyền đó trả lại đây. Vâng. Đằng này hả, có mắt thì chuyền dòng lại đằng này. Vâng. Đó như vậy, mà có khi là chuột bọ lỡ là nó đầy, nó tràn, nó đổ thì thôi, thôi cả phòng không ai nằm được. Nó khổ cả đó đó. Cô Tư ạ, trong tất cả những cái ngày mà bị giam ở cái xà lim kinh khủng như thế này, cô sợ điều gì nhất ạ? Lúc đó là coi như không biết sợ gì, nó tới đâu là tính tới đó. Thà là chết, nằm tại đây chết. Ngày mùng một Tết đó, khiêng một thùng cơm, cái thùng bự dưới đó, thấy thùng cơm ở trời, nay ăn mùng một đó là được ăn cơm, được ăn cơm là no đầy. Ai ngờ dưới thùng củi không, ở trên con miếng cơm. Tôi nằm tại đây nè mà nước mắt tôi tuôn tuôn, tôi khóc mà khóc lén không cho mấy chị thấy. Tôi nói cho giỏi mày tới cỡ nào, mày có giết tao tao cũng nằm tại đây tao chết, dứt khoát là không đầu hàng. Trong các xà lim tăm tối này là nơi cai ngục dùng tất cả những ngón đòn tra tấn dã man nhất hòng khuất phục những người cộng sản. Có một điều chúng không bao giờ lý giải nổi là vì sao những người phụ nữ yếu mềm như bà Tư Ni lại có thể thản nhiên chịu đựng tất cả những ngón đòn tra tấn, cho dù biết chỉ một bước chân sang phía chúng là họ có thể thoát khỏi đây, cửa ngục thứ 10, cửa ngục cuối cùng liền kề với cái chết. Tất cả những cái tên gọi của trại giam trên cung đảo này sau Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết thì họ đều ghép với một chữ phú ở trên đầu hết, với cái âm mưu là ém dấu tù chính trị. Cái tên gọi trại giam này ban đầu khi mà Mỹ Ngụy họ cho xây dựng thì họ gọi là trại 7. Nhưng mà sau Hiệp định Paris thì họ cũng ghép với một chữ phú gọi là Phú Bình. Tù nhân còn mệnh danh ở đây là chuồng cọp kiểu Mỹ hay là chuồng cọp trá hình. Mình cũng nhìn thấy bên ngoài đây thì đa số là Mỹ Ngụy họ cho những công trình mang tính chất nhân đạo như là nhà bếp, rồi kho lương thực, kho thực phẩm. Nhưng thực sự ở đây 384 phòng giam, nó lại nằm phía sau của những công trình mang tính chất nhân đạo trá hình, gồm có 8 khu A, B, C, D, E, F. Cũng giống như bà Tư Ni, ông Bảy Oanh lui tới nơi này không biết đã bao nhiêu lần, nhưng lần nào ông cũng rưng rưng xúc động. Những tháng ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ông đã ở nơi này. Ông đã may mắn hơn những người đồng đội mình khi sống sót qua bao nhiêu đòn tra tấn dã man ở trong buồng giam tối tăm, chật chội mà người tù không thể nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm. Suốt những năm dài ở côn đảo, họ không biết đến ánh mặt trời. Cùng giam với chú ở đây là có bao nhiêu người? Có 5 người đó. 6 người, tôi là người nhỏ tuổi hơn mấy cậu kia, lúc đó là 50 tuổi rồi, già.
Thương là trẻ. Vâng. Lúc đó chú bao nhiêu tuổi ạ? Lúc bây giờ 25 tuổi. Ở các cái phòng giam ở bên kia thì cháu nhìn thấy còn có một cái bệ xi măng để tù nhân có thể nằm. Ở đây là các chú nằm xuống sàn này luôn ạ? Nằm sàn luôn. Nó khó chịu ngứa ngáy lắm. Vâng. Mà khác là cái thùng ở đây là nó chảy. Không thùng vệ sinh ạ? À? Ừ, nó chảy nè. Thì mình phải lấy cái màn theo quần áo mình đồ anh lại. Mình dẫn nó đi ra ngoài. Những người khỏe thì hãy nằm gần đây đấy. Những người khỏe thì nằm cạnh thùng phân. Ừ, thùng phân. Bị mình cởi áo mình đè cái nước chảy ra nó tắm vô đó rồi. Vâng. Thành ra cái lúc mà mình đi được đi tắm đó, mình lợi dụng đeo nó ra mình dạ. Để xấu lên. Vâng. Cái cuộc sống ngột ngạt của chú và năm tù nhân nữa ở trong cái phòng 36 bé như thế này kéo dài trong bao lâu ạ? Ở là nếu tính cho đúng từ ngày là 11 tháng, mà 4 năm 11 tháng. Thưa chú, ở trong cái phòng giam như thế này cùng với lại 5 đồng chí nữa, chú sợ nhất là điều gì khi mà bị giam ở đây? Sợ nhất là có một đồng đội của mình là chịu không nổi thì là nó ra kêu mình đầu hàng á. Còn mấy cậu kia lớn tuổi tôi là sợ chú là cái người trẻ tuổi của anh đi ra không thể chịu nổi những cái đòn nổi thành ra ăn một tô cơm, nhưng mà mỗi người cũng cho được nửa muỗng là được ba muỗng. Cái đó là cái ghi nhớ là không thể đi đầu hàng được, phải chết với mấy ông này được. Ta thương mình vậy mà ưu tiên cho người trẻ tuổi ạ. Thì trẻ tuổi đó đói bụng. Vâng, đói bụng cần đói bụng ăn nhiều hơn ạ. Đói bụng rồi mới cưới vợ nữa, cũng hỏi tâm lý. Vâng. Mình khỏi đi. Nếu mà đi thì nó thắng lợi, nó làm tiếp. Nó làm tiếp cái phòng mình, nó làm phòng kế nữa. Vâng. Nguy hiểm với nó. Kế đánh đạp không sao. Có một lần ra Côn Đảo, nghe những câu chuyện kể từ nơi ấy. Một lần đứng trước nghĩa trang Hàng Dương Vi Vu Gió, trước mộ người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, mãi mãi ở tuổi thanh xuân, bạn sẽ không còn tự hỏi mình rằng vì sao vẫn có những cựu tù chọn Côn Đảo làm nơi sống. Ra đây chứ không bao giờ phát triển cách nào.
Nhiệm kỳ 2015-2020 Hội đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 1. Công tác giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng. Tuy sức khỏe các cụ ngày càng yếu đi, nhưng các hội viên luôn phát huy bản chất kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ bị địch bắt tù đày. Gương mẫu, nòng cốt mẫu mực trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương của các cấp ủy đảng và nhà nước. Cụ thể vận động và thực hiện chương trình thành phố Bố Mang lồng ghép công tác nghĩa tình đồng đội trong chương trình an sinh xã hội. Tham quan bảo tàng Đà Nẵng ngày 15 tháng 4 2016 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vũng Tàu và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng kết hợp tổ chức với chủ đề Côn Đảo xưa và nay, học tập và nương những hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày ra Côn Đảo như chí sĩ học giả Quỳnh Tất Thắng, ông bị đày ra Côn Đảo 13 năm, tức là năm 1908, năm 1921, vân vân, nhiều vị lãnh tụ khác. Tổ chức hội viên gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng từ lao tù trở về năm 1973-2018 tại nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng ngày 20 tháng 4 2018, gần 1.000 hội viên có mặt, riêng phường Hòa Âm 9 hội viên tham dự. Hàng năm vào ngày 27 tháng 7, thương binh liệt sĩ và dịp Tết Nguyên Đán, hội cùng các cấp lãnh đạo và đoàn thể địa phương đặt vòng hoa, thắp nén tiên tại nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời vào ngày này, hội tổ chức viếng hương những hội viên đã từ trần vì bị tật do năm tháng bị tra tấn trong tù. Ban liên lạc tù binh Phú Quốc, ban liên lạc tù chính trị Côn Đảo, ban liên lạc tù thiếu nhi Đà Lạt, ban liên lạc tù Hậu An tại Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cho hội viên, những cuộc giao lưu, tham gia học tập dân hương viếng mộ liệt sĩ đã góp phần làm sống lại, khơi dậy tinh thần và ý chí cách mạng của người tù yêu nước, nhắc họ luôn giữ lòng sắt son của đảng với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, với đồng đội mà mình từng đổ máu mồ hôi bỏ công đóng góp. Tại các buổi gặp mặt, nhiều hội viên cao tuổi, thương tật, bệnh hiểm nghèo, sức khỏe kém, cố gắng có mặt, anh chị em vui mừng thăm hỏi nhau, ôn lại những kỷ niệm khó quên một thời, động viên nhắc nhở nhau tiếp tục sống xứng đáng với con thứ vẻ vang của mình, tích cực đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Chăm lo đời sống, chế độ chính sách của hội viên và công tác nghĩa tình đồng đội. Tháng 6 đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tổng số hội viên là 45, đến nay còn 35, cộng 4 hội viên cấp quận, các nơi chuyển về sống với con cháu, tổng cộng hội viên hiện nay là 39 người. Như vậy, trong 5 năm qua đã có 10 cụ ông, cụ bà đã vĩnh viễn ra đi, tiến cõi vĩnh hằng. Cái số mà bà con đã ra đi có ghi trong bản báo cáo, nhưng mà chúng tôi xin phép cũng không thông qua đọc cái danh sách đó, có lẽ các bộ cụ biết là 10 cụ ông cụ bà đã ra đi. Đặc biệt 2016-17 có 2 cụ, 2018 8 cụ ông cụ bà, 7 cụ ông cụ bà, 2019 là cái năm cái cuối cùng cụ Phong Quyền ra đi, tất cả là 10 người. Số hội viên còn lại ít dần theo năm tháng và hầu hết bệnh tật, ốm đau thường xuyên. Một số hội viên đang lâm bệnh hiểm nghèo, nằm thoi thóp trên giường bệnh, hoàn cảnh gia đình khốn khó. Trước tình hình đó, hội đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời thăm hỏi ốm đau, chia sẻ lúc khó khăn hoạn nạn, phúng điếu, chia buồn hội viên qua đời. Trong đó, Ủy ban nhân dân phường, phường hội đề nghị các cấp trợ cấp khó khăn đột xuất cho 11 hội viên 19 triệu đồng, thăm quan nghỉ dưỡng theo chế độ 14 lần, thăm ốm đau 180 lần bằng số tiền 5 triệu, viếng tử cho 10 hội viên 3 triệu đồng. Hội còn vận động mạnh thường quân giúp 10 xuất quà do Covid-19, mỗi xuất quà 10 ký gạo, 1 cây nước mắm và 1 ký đường, trị giá gần 200.000 đồng.
Ủy ban nhân dân phường còn cấp hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các hội viên sửa chữa nhà, xây dựng kiên cố. Ngoài ra, hội còn tham gia đóng góp bằng tiền cho phong trào xây dựng nông thôn mới vùng Hòa Vang và dịch vụ dịch Covid-19. Tóm lại, cùng với sự hỗ trợ cố gắng hết mình, hội cũng đã tiếp nhận được sự hỗ trợ to lớn, quý báu, đa dạng và thiết thực của đảng, chính quyền địa phương, ngành lao động, thương binh và xã hội. Các đơn vị cá nhân từ thành phố đến quận, phường như hỗ trợ quà Tết, giải quyết chế độ chính sách, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ kinh phí gặp mặt, tổng kết, tham quan nghỉ dưỡng, dân hương viếng mộ liệt sĩ, hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà, xây nhà tạm, xây dựng kiên cố, vân vân. Hậu rất trân trọng sự hỗ trợ tình nghĩa, đó là nguồn động viên cho toàn thể hội viên tổ yêu nước. 3. Công tác củng cố tổ chức và xây dựng hội. Hoạt động của hội ngày càng đi vào nền nếp theo quy chế, duy trì sinh hoạt với vân chấp hành của hội. Những hoạt động thường xuyên của hội luôn ổn định với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, phân công từng ủy viên ban chấp hành theo dõi, chăm sóc ốm đau, viếng tử kịp thời cho từng khu vực như Hòa Bình, Bình Thuận, Nhân Hòa Phước. Thời gian qua, phường hội cũng đã cử trong ban chấp hành tham gia về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền tiếp lửa cho thế hệ trẻ. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của quận hội tổ chức tại phường Hòa Xuân. Những năm qua, quỹ nghĩa tình đồng đội của phường hội xây dựng từ sự đóng góp của hội viên được hàng chục triệu đồng. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng, đã góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội chung của phường. Hai lớn, chương trình công tác của hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một, cán bộ hội viên của hội phải tiếp tục nêu gương vai trò gương mẫu, tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác do các cấp đề ra một cách cụ thể và thiết thực. Cảnh giác với âm mưu phá hội nhiều mặt ngày càng thâm độc tinh vi của bọn thù địch, nhất là những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc vu khống, lợi dụng dân chủ của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do đảng ta chủ trương và lãnh đạo để kích độc động gây mất ổn định chính trị xã hội, bạo loạn và đổ. Cán bộ hội viên phải luôn vững vàng trước mọi tình hình, góp phần đấu tranh bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ. 2. Chăm lo đời sống, chế độ, chính sách của cán bộ hội viên, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Đặc thù của hội, số hội viên ra đi vĩnh viễn càng về sau càng nhiều, hội viên còn lại ít dần. Hầu hết bệnh tật ốm đau thường xuyên, một số hội viên đang lâm bệnh nặng, hoàn cảnh rơi vào khốn khó. Vì vậy, hội phải tăng cường công tác chăm lo bằng những việc làm cụ thể, kịp thời và chú đáo. Phối hợp với công tác lao động thương binh và xã hội, cùng các cấp thực hiện tốt các chế độ chính sách cho hội viên. Công tác củng cố tổ chức và xây dựng hội, duy trì hoạt động của ban chấp hành, giữ vững nề nếp theo quy chế, phân công công việc cụ thể cho từng người, thường xuyên chăm lo động viên ăn ủi kịp thời khi trái nắng trở trời, thực hiện lá lình lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, nhiệm kỳ 2015-2020, ban chấp hành gồm có 5 vị: ông Phạm Phú Năm, 68 tuổi, phụ trách chung; bác Nguyễn Quang, 87 tuổi, phó chủ tịch; chị Nguyễn Thị Chí, 73 tuổi, ủy viên; chị Dương Thị Hiệp, 65 tuổi, ủy viên; và ông Phạm Đắc Ảnh, 87 tuổi, ủy viên. Tổng số hội viên 2015 tháng 6 2015 là 45, trong 5 năm từ tầng 10 tầng 35 cận mới về, hiện nay là 39 hội viên. Hội chia ra làm thành 3 chi hội cho 3 khu vực. Chi hội Nhân Hòa Phước do bác Phạm Đắc Ảnh làm ủy viên kiêm chi hội trưởng. Chi hội Hòa Bình do chị Nguyễn Thị Ký, ủy viên ban chấp hành kiêm chi hội trưởng. Chi hội Bình Thuận do chị Dương Thị Hiệp, ủy viên làm chi hội trưởng. Nhiệm vụ chính của ban chấp hành là luôn triển khai cụ thể cho từng hội viên về công tác hội, theo dõi giám sát kịp thời về sức khỏe, đau ốm thường xuyên hay đột xuất tại nhà hay làm việc. Chế độ chính sách nếu có thì phải kịp thời phối hợp với hội người cao tuổi khi tổ chức lễ viếng tử
theo quy thức quy định, báo cáo thường xuyên hay đột xuất. Lấy hội cấp trên kết hợp với cán bộ chuyên trách thương binh và xã hội phường để đề nghị kịp thời chế độ chính sách của nhà nước quy định. Tuy vậy, ban chấp hành đã tổng kết rút ra nhiều ưu khuyết điểm như sau mà chưa làm được. Phối hợp với ngành thương binh xã hội các cấp về chế độ chính sách cho hội viên đúng đủ, thăm hỏi đau ốm bệnh tật động viên cho từng hội viên. Về khuyết điểm, chưa kịp thời thường xuyên thăm hỏi hội viên, đặc biệt khi ốm đau bệnh tật tại nhà hay bệnh viện. Lúc chưa đau thì đến, lúc đau rồi mới đến. Khi nằm bệnh viện thì chưa đến được mà khi về nhà mới đến. Đó là khuyết điểm của ban chấp hành. Chưa phối hợp kịp thời với các đoàn thể hội cấp cấp trong phường, khu dân cư có hội viên sinh sống, đặc biệt chưa tham mưu cho Ủy ban nhân dân những biện pháp cụ thể về chế độ chính sách cho hội viên và từng hội cho hội và từng hội viên. Trên đây là điểm chính mà ban chấp hành đã tổng kết nhận khuyết điểm và có đề ra biện pháp sửa chữa. Rất mong các hội viên, đặc biệt các cấp lãnh đạo bám gốc để hội đưa vào phương hướng tới 2020-2025 phát huy cái mạnh, khắc phục những việc còn khuyết điểm. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin hết. Thông qua báo cáo cũng như đánh giá 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm đến cũng như đánh giá các ban chấp hành nhiệm kỳ qua, những mặt tồn tại và đề ra những phương hướng để phát huy hơn trong năm 2020, trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thì tiếp theo chương trình xin được mời ông
Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu ám bên đầu, đêm tối chung chăn thành đôi chi kỷ. Đồng chí, ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay. Giếng nước khóc đá nhớ người trai làng gia linh. Tôi với anh đã từng cơn ơn lạnh, sột run người vầng trán đẫm mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vải.